sang một cái bài là viêm tụy cấp. Đó, viêm tụy cấp. Viêm tụy cấp thì có lẽ là chúng ta cũng cũng đã học, chắc là học triệu chứng rồi. Thế thì cái mục tiêu của cái bài này, sau khi mà chúng ta nghiên cứu xong ấy, thì chúng ta trình bày được các cái triệu chứng lâm sàng của cái viêm tụy cấp. Chúng ta biết chẩn đoán xác định và những cái chẩn đoán phân biệt với cái viêm tụy cấp. Và cuối cùng là chúng ta trình bày được cái nguyên tắc điều trị của cái viêm tụy cấp. Thì đấy là những cái yêu cầu đối với cái bài viêm tụy cấp này. Cái đầu tiên thì chúng ta sẽ nghiên cứu đến phần bệnh học. Cái viêm tụy cấp nó là cái gì? Nó là một cái tiến trình viêm cấp tính do tụy, tức là cái viêm cấp tính của tụy mà do cái men tụy từ cái dạng chưa hoạt động thành cái dạng hoạt động ngay ở trong tuyến tụy và tiêu hủy luôn cái tuyến tụy. Đấy là cái khái niệm về cái viêm tụy này. Tức là bình thường là cái tuyến tụy nó tiết ra cái men tụy, bình thường cái men tụy nó nằm ở trong tuyến tụy là nó ở cái dạng chưa hoạt động. Đó, nó chưa hoạt động tức là nó chưa có thể có những cái phản ứng hóa học gì cả, nhưng mà nó chỉ khi nào nó được tiết ra ngoài thì nó mới hoạt động, cái men nó mới hoạt động và nó sẽ tiêu hủy tất cả những cái thức ăn. Trong đó hai cái nó tiêu hủy nhiều nhất đấy chính là cái trypsin. Đấy, trypsin và pepsin, hai cái là tiêu hủy protein và lipid. Đấy, thì đấy là hai cái. Thế thì ở trong tụy thì nó không hoạt động, nhưng mà ra ngoài thì nó mới hoạt động. Nhưng mà khi viêm thì cái men này nó lại kích hoạt ngay từ lúc ở trong cái tuyến đó. Thì như vậy là rất nguy hiểm. Như vậy nó dẫn đến cái chuyện nó tiêu hóa luôn chính bản thân nó. Đấy, nó nguy hiểm cái chỗ đó. Đó. Và nó, cái người ta thấy là Pháp người ta tổng kết thì nó có đến 4% cái viêm tụy cấp trong các cấp cứu của đau bụng cấp. Thì như vậy là đấy là cái ở đấy là cái thống kê ở Pháp đó. Thế thì người ta thấy cái bệnh này nó liên quan đến cái bệnh lý nhiễm ký sinh trùng, rồi là cái bệnh lý sỏi mật, sỏi ống mật, sỏi ống tụy. Đấy, thì tất cả những cái này là cái như vậy là nó liên quan đến cái bài vừa rồi chúng ta vừa học xong, là nó có cái biến chứng viêm tụy cấp thì vậy, tức là nó có liên quan. Thế còn các cái yếu tố mà để thuận lợi ấy, thì là những cái bữa ăn thịnh soạn, tức là có rất nhiều đạm, đường, đạm, mỡ và rượu. Đấy là những cái yếu tố, tức là bữa ăn thịnh soạn nó liên quan đến cái việc này. Cho nên là rất nhiều anh rượu chè vào bắt đầu lên cơn, chén đang bắt đầu lên hưng phấn thì như vậy là ôm bụng thì nó đau, lên cơn đau viêm tụy cấp. À, thì đấy là những nó liên quan đến cái bữa ăn thịnh soạn. Thì đấy là những cái người ta hay gặp. Thế thì các cái cấp độ viêm nó có những cái cấp độ như thế nào? Để cấp độ đầu tiên là cái xung huyết, viêm xung huyết, và nặng hơn là cái viêm hoại tử. Đấy, thì như vậy là nó có hai cái cấp độ như vậy. Và nó thường gặp ở các cái lứa tuổi trung niên, tức là người đã đứng tuổi rồi thì nó hay gặp. Và ở cái viêm tụy nếu như là ở cái sỏi mật thì nữ gặp nhiều hơn nam, thì ở cái viêm tụy này thì nam gặp nhiều hơn nữ. Không biết là nó có phải là liên quan đến cái uống rượu không đó, nhưng mà người ta thấy rằng là nam gặp nhiều hơn nữ. Cái mức độ nặng hay là nhẹ thì nó phụ thuộc vào cái việc là các cái mô tụy nó có bị phá hủy đến đâu. Mô tụy nó phá hủy đến đâu, bởi vì là chính cái men nó tiêu hóa luôn cái mô tụy. Đấy, nó nguy hiểm ở cái chỗ đó, cho nên là nó phụ thuộc vào, nếu mà phá hủy nhiều thì tức là anh bị nặng, phá hủy ít thì anh bị nhẹ. Đấy, như vậy là cái mức độ nặng nhẹ nó phụ thuộc vào cái sự phá hủy của các mô tụy. Thế thì các yếu tố liên quan thì nó gồm những cái yếu tố chúng ta có thể hình dung như này.
Thứ nhất là những cái nó liên quan đến cái bệnh sỏi mật. Sỏi mật có thể do sau phẫu thuật sỏi mật xong tái phát, hoặc là những cái trường hợp ta lấy sỏi ngược dòng xong rồi chúng bị xoang ngược dòng, cái nó cũng gây ra từ những cái đấy rồi nó cũng gây ra những cái viêm tụy cấp. Hoặc là chính do sỏi mật ở từ giun sán hay các thứ nó cũng gây ra những cái việc đấy, hoặc là từ những cái rối loạn tiêu chuyển hóa nó cũng dẫn đến, có thể dẫn đến cái viêm này, viêm nhiễm này. Rồi những cái trường hợp dị ứng, những cái trường hợp này cũng có dị ứng như các cái thuốc corticoid, sulfonamide, tiazid, những cái dạng này chúng ta dùng rồi dẫn đến những cái nhiễm độc, nhiễm trùng và nó gây ra cái viêm tụy cấp, viêm tụy cấp. Thế rồi những cái trường hợp mà bệnh nhân đi thủng tá tràng, những thủng tá tràng thì nó sát ở đấy rồi, nó gây ra những cái viêm nhiễm ở quanh vùng đấy và trong đó có tụy thì nó cũng có thể rồi. Bệnh quai vị, những trường hợp viêm 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 tuyến nước bọt quai vị, bởi vì cái tuyến nước bọt này, buồng trứng này và tụy là những cái tổ chức nó có những cái cấu trúc na ná giống nhau, cho nên là khi mà bị viêm nhiễm cái phản ứng của nó thường là nó cả cái hệ thống đấy nó bị viêm đấy, thì nó cũng có những cái viêm tụy cấp thì người ta thường hay thấy như vậy. Cho nên là nhiều khi là chúng ta thấy anh nào mà bị quai bị là có khi dẫn đến cái viêm tinh hoàn, cái viêm tinh hoàn thế rồi là viêm tụy nó có thể cùng. Thế thì ở Việt Nam chúng ta thì thấy nó có hai cái nguyên nhân, thì chúng ta thấy rằng là nó có hai cái nguyên nhân thường gặp của cái viêm tụy cấp ở Việt Nam thông thường. Thì thứ nhất là cái sỏi mật và cái giun chu yếu mật, hai cây này là cái thủ phạm hay gặp nhất ở Việt Nam. Đấy, sỏi mật và giun chu yếu mật nó gây lên những cái chuyện ùn tắc ứ mật và nó ứ luôn cả các cái dịch tụy ở trên tiền nhiễm. Nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân uống rượu. Uống rượu cái này nó hay gặp ở các nước Âu Mỹ nhiều hơn. Chúng ta cũng có nhưng mà Âu Mỹ nhiều hơn thì nó cũng gây ra những cái viêm tụy. Viêm tụy thế thì về cơ chế thì nó cũng có nhiều giả thuyết, nhưng mà phần lớn ấy, thì người ta cho rằng là nó tăng tiết các cái men tụy, đặc biệt là các cái trypsin. Trypsin nó được hoạt hóa ngay trong tụy, tức là bình thường của nó là cái trypsin của nó là khi nào mà đi ra ngoài nó có phản ứng với các cái tác nhân cùng với các cái yếu tố thần kinh thể dịch thì lúc ấy nó kích hoạt ra để tiết ra để tiêu hóa. Thế nhưng mà đây nó được hoạt hóa ngay trong tuyến, tức là trypsinogen nó biến thành trypsin. Và khi gặp cái enzyme enterokinasa và nó sẽ làm tiêu hủy cái tổ chức tụy, bản thân cái tổ chức tụy sẽ bị tiêu hủy do chính cái men này nó tiêu hóa, nó tiêu hủy, nó rất là nguy hiểm những cái chỗ đó. Thì đấy là cái dạng mà cái cơ chế của nó. Thế còn từ rượu, rượu thì nó làm tăng cái bài tiết của cái các cái dịch tụy ra. Tăng tiết dịch vị dẫn đến tăng tiết các cái axit ở tá tràng và dẫn đến cái tăng cái bài tiết dịch vị và cái bicarbonate. Thì đấy là thế rồi là cái sự thoát mạch của các cái men tụy nó gây ra các cái tổn thương mô tụy. Đấy, từ cái viêm nhiễm giãn các cái mạch máu ra và các cái men rồi các cái ống ra, thành của các cái ống ra cái men tụy đấy nó thoát ra ngoài và nó gây ra tổn thương các cái mô tụy. Thế còn ở sỏi mật ý, thì chúng ta thấy là trong viêm tụy cấp của Việt Nam nó chiếm đến 90%. Như vậy đa phần viêm tụy cấp là do cái sỏi mật, do sỏi mật. Thế như vậy là cái ống mật và cái ống tụy đấy nó cùng đổ ra cái ống mật chung, cho nên là khi mà có bị ứ mật thì đồng nghĩa với việc là cái ống tụy này cũng bị ứ đấy, cho nên là đa phần ở Việt Nam chúng ta gặp hay gặp cái này. Đấy, 90% nguyên nhân viêm tụy cấp là cái này. Bên cạnh cái chuyện, ngoài những cái chuyện đấy ra thì chúng ta còn một số các nguyên nhân khác. Thì ví dụ như cái phẫu thuật vùng tá tụy, tá tràng và tụy đó, thế rồi những cái vùng chấn thương ở vùng tụy
những cái nhiễm trùng, nhiễm ký sinh trùng, thì tất cả những cái này nó đều là những cái nó gây ra cái chuyện tắc tắc ống mật, tắc ống tụy. Thế thế đấy, đấy là cái mà nó nguyên nhân khác, nhưng mà bản chất của nó cũng chính là gây ra cái chuyện tắc ống, nấm ứ mật, ứ các cái tắc các cái ống tụy. Thế đấy là cái các yếu tố thuận lợi, cơ chế cũng như là nguyên nhân. Chúng ta lưu ý một số các cái nguyên nhân như vậy. Về sinh lý bệnh thì có cái hiện tượng tiêu hủy tổ chức bởi các men tụy, bởi các cái men tụy, có thể là do các cái tế bào men tụy đấy nó có khả năng làm hủy hoại các cái tế bào mô tụy. Thì đấy là cái là người ta thấy là cái hiện tượng đấy là có thể do như thế. Và bình thường là chỉ khi nó xuống ruột thì nó mới được hoạt hóa thành, bởi là cái men enterokinasa đó, enterokinase. Thì như vậy là khi xuống ruột, bình thường thì khi xuống ruột nó có cái men này nó hoạt hóa. Thế nhưng mà trong trường hợp này nó hoạt hóa ngay ở trên 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 trong cái tuyến tụy, nó đã bị, cho nên là nó gây ra cái chuyện mà nó hủy hoại các cái tế bào ngoài trong tụy. Cái sự hoạt hóa men thì trypsinogen ấy, thì nó có thể do cái sự trào ngược cái dịch mật vào trong ống tụy, nó có thể do như thế. Nó làm tăng áp lực của cái tá tràng, và trong tá tràng chúng ta biết là có cái men enterokinase. Thế thì như vậy là đấy là một cái người ta cũng có những cái giả thuyết, người ta giải thích như thế. Và cũng có thể là cái rối loạn thần kinh tạng, dẫn đến những cái rối loạn cả các cái mạch máu ở trong tụy. Thì đấy là giả thuyết người ta cũng có thể đưa ra như thế. Rồi những cái sang chấn ở tụy thì nó cũng có thể giải phóng ra các cái cytokina. Thì đấy là những cái mà người ta đưa ra các cái giả thuyết giải thích. Và nó cũng có thể sau dị ứng, khi chúng ta tiêm phòng dại, sau khi những cái rối loạn về thần kinh vận mạch vân vân, ví dụ trong uống rượu thì nó cũng có thể dẫn đến những cái rối loạn về vận mạch. Thế thì đấy là những cái người ta cũng có thể giải thích bằng các cái cơ chế dị ứng, cơ chế dị ứng. Thế thì cái hậu quả của cái việc hoạt hóa trypsin, hậu quả của cái việc hoạt hóa trypsin thì chúng ta thấy nó gây ra những hậu quả gì? Về tại chỗ thì cái nhu mô tụy nó sẽ bị tự tiêu hóa, tức là bản thân cái nhu mô tụy nó bị tiêu hủy, tự bị tiêu hủy do cái men, bởi cái men của chính nó. Như vậy nó dẫn đến gì? Chảy máu, nó dẫn đến hoại tử. Các cái mô mỡ thì nó bị cái lipasa, tức là cái men mà nó tiêu tiêu lipid ấy. Nó phân hủy thành axit béo và glycerin. Aminase thì nó hấp thu qua cái phúc mạc. Thì đấy là những cái cơ chế hậu quả ở tại chỗ thì như vậy. Ở toàn thân thì trypsin được nó đi vào máu và nó giải phóng ra cái men kinin, và nó gây ra giãn mạch, thoát huyết tương, và chính cái đó làm cho cái tụt huyết áp. Tụt huyết áp, mất nước, mất gì cả. Các cái cơn đau thì lúc này nó cơn đau cực độ, nó gây ra sốc. Bởi chúng ta biết rằng một cái men nó nặng như thế, và nó tiêu luôn cả mỡ, tiêu luôn cả protein. Như vậy thì chúng ta phải nói là bằng các cái loại axit mạnh. Thế thì như vậy nó gây ra những cái cơn đau cực độ, và nó gây ra cái sốc, gây ra sốc, đau, sốc. Thì đấy là những cái giải phẫu tại chỗ nó gây ra nặng nề như thế. Thế cái tổn thương về giải phẫu bệnh thì người ta thấy rằng là có hai cái thể thể phù nề căng cứng thì nó gặp nhiều ở những cái trẻ em bị cái run đũa chui lên ấy, là run chui ống mật. Thì ở giai đoạn đầu thì nó thường là nó chỉ mức độ nhẹ, phù nề căng cứng thế thôi. Thế còn cái thể xuất huyết hoại tử thì nó có các cái mảng xuất huyết và sau đó thì nó hoại tử đi. Từ cái xuất huyết dẫn đến cái hoại tử, các cái vùng hoại tử này nó có thể dần dần nó lan rộng đến toàn bộ cái tụy, và như vậy thì nó sẽ phá hủy toàn bộ tụy, nhưng nguy cơ bệnh nhân tử vong. Thế thì đấy là hai cái thể của cái tổn thương giải phẫu bệnh, chúng ta sẽ thấy nó rơi vào hai cái thể như vậy.
Thế thì chúng ta lần lượt đi vào cái thứ nhất là cái viêm tụy cấp tính thể phù nề. Thì đại thể chúng ta sẽ thấy cái gì? Tổ chức nó phù nề này, nó mủn, nó cũng mủn nhưng mà nó lại không hoại tử và nó không có hoại tử nhưng mà nó hay bị chảy máu. Tức là chưa đến mức độ hoại tử nhưng mà nó hay bị chảy máu, bởi vì nó phù nề, nó căng lên các cái mạch máu nó giãn ra. Thứ hai là về mặt vi thể thì nó phù nề tổ chức liên kết giữa các cái nang tụy, giữa các cái nang tụy nó có sự xâm nhập, lúc này các cái bạch cầu đa nhân và lympho nó bắt đầu nó mới ùn đến, nó kéo đến, và cái cấu trúc nang và ống lúc này nó vẫn còn nguyên, nó chưa bị sao cả. Thì đấy là cái của cái viêm phù nề. Thế còn cái viêm tụy cấp thể hoại tử chảy máu ấy, thì chúng ta thấy đây là cái thể nó nặng hơn. Thì về đại thể ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là ổ bụng nó có dịch màu đỏ sẫm, tức là nó có cái hiện tượng chảy máu, đúng không? Nhiều các cái vết nến rải rác. Vết nến rải rác đây chính là những cái hiện tượng hoại tử có cái tế bào mỡ, thế rồi các ion canxi do nó phân hủy, nó phân hủy thì như vậy là nó tạo ra những cái vết giống như cái vết nến rải rác khắp trong bụng. Tụy thì nó bị hoại tử chảy máu toàn bộ hay là một phần, và bình thường thì chúng ta thấy cái tụy nó màu vàng nhạt thì bây giờ nó sẽ chuyển sang màu đỏ sẫm hoặc là cái màu tím sẫm hoặc là màu tím đen. Thế như vậy là nó đã dấu hiệu ở các mức độ khác nhau của cái hoại tử rồi. Đó. Về vi thể chúng ta thấy các cái nang tụy và các cái mạch máu bị phá hủy thành các cái đám xuất huyết, như là xuất huyết và các cái đám hoại tử, thì có những chỗ thì nó lành lên, nó liền phục hồi lại thì nó thành sẹo, nó liền thành sẹo. Thế đấy là những cái tổn thương giải phẫu của mỗi cái thể, của các cái thể. Thế thì cái diễn biến của cái thể hoại tử này thì nó hoại tử đầu tiên thì nó ở cái hậu cung mạc nối, tức là ở cái vị trí của cái tụy ngay ở cái phía sau, tức là nó lan ra các cái tổ chức lân cận, tạo ra các cái phản ứng viêm rất là rõ rệt, tạo ra các phản ứng viêm rõ rệt. Thế thì nó có dịch đọng lại ở trong cái hậu cung mạc nối, đúng không? Và sau đó nó lan ra cái dịch cái mạc treo đại tràng. Chúng ta nhớ là cái mạc đại tràng nó nằm vắt ngang ngay cái phía trên của bụng chúng ta. Đó. Thế thì như vậy là cái tụy thì khi mà từ nó đọng hậu cung mạc nối nó thoát ra thì nó lan ra cái mạc treo của đại tràng ngang, và sau đấy thì nó vượt qua được cái lớp rào đấy thì nó lan ra khắp bụng và nó bóc tách toàn bộ các cái tổ chức, nó tụ lại quanh cái rốn đấy, đấy là cái đường đi của nó theo các cái ngách, các cái ngách ở trong bụng. Thế thì bây giờ mình đi về chẩn đoán, vừa rồi là chúng ta đi về các cái phương diện gọi là sinh lý bệnh và giải phẫu bệnh. Thế bây giờ chúng ta đi vào chẩn đoán thì về lâm sàng thì chúng ta thấy là cái triệu chứng cơ năng của nó thì đầu tiên là đau đau bụng, bệnh nhân đau vùng thượng vị và thường là 1/3, 1/4 trên đó. Nó đau lan ra sau lưng trái, trong khi đó chúng ta vừa học cái sỏi kia cũng ra sau lưng như bên phải vai phải đó. Đấy, những cái vị trí để chúng ta có những cái thì trong cái phân biệt chúng này. Nó đau dữ dội đột ngột thì đôi khi có một số ít nó cũng có thể đau âm ỉ, nhưng đa phần là đau đột ngột dữ dội liên tục. Thì đấy là những cái dấu hiệu đau, vị trí và cái tính chất của nó thì chúng ta có thể phân biệt với các cái trường hợp đau khác. Thứ hai là đau sâu ở bên trong giống như là bị chọc thủng ở bên trong, rồi chúng ta biết cái men tụy nó tiêu hủy các tổ chức, nó đau lắm và nó lan ra những cái phần dưới bụng dưới. Thường thì nó xuất hiện sau một bữa ăn người ta gọi là thịnh soạn, ăn nhiều đạm nhiều mỡ và có uống rượu. Như vậy là khoảng sau độ 15 phút cho đến 1 tiếng thì bệnh nhân xuất hiện cái cơn đau dữ dội sau cái bữa ăn thịnh soạn này. Thì cái đau nó không giảm đi nếu như mình co cơ chân lại hay thay đổi tư thế, thì tư thế nào nó cũng đau như thế, tư thế nào nó cũng đau như thế. Và sau khi chúng ta dùng các cái thuốc trung hòa các cái dịch
dạ dày thì nó cũng vẫn cứ đau, không giảm. Ví dụ như dạ dày là chúng ta uống thuốc và nó giảm, nhưng mà đây không, nó đau. Và thường bệnh nhân sẽ kèm theo nôn, và kể cả khi bệnh nhân nôn rồi cũng vẫn không giảm đau. Để chúng ta thấy cái tính chất của cơn đau trong viêm tụy cấp. Để chúng ta cố gắng khi chúng ta khai thác cái bệnh sử thì chúng ta có những cái lưu ý về bệnh lý. Như vậy chúng ta phải có kiến thức thì chúng ta mới khai thác bệnh sử được, đúng không? Để hỏi những người ta khai thác những cái khía cạnh khác nhau thì chúng ta có cái định hướng về chẩn đoán. Hai là bụng trướng. Thế đây là bụng trướng căng. Đấy, bụng trướng căng ở đây nó không phải do tắc mà do cái rung động ruột nó giảm hoặc là nó mất, tức là nó đã bị liệt liệt ở mức độ nhiều hay mức độ ít. Và xuất hiện cái tắc ruột bí trung đại tiện, và chúng ta hiểu cái tắc ruột ở đây chính là cái tắc cơ năng, nó tắc cơ năng. Như vậy mạch thì nhanh, huyết áp giảm, nhiệt độ giảm. Như vậy ở đây chúng ta thấy có tình trạng sốc. Đó, tình trạng sốc, bệnh nhân có vàng da, có nước tiểu vàng, thì đấy là những cái dấu hiệu chúng ta lưu ý trong cái viêm tụy cấp đang đến. Chúng về cơ năng thì như vậy, khi khám thực thể chúng ta thấy cái gì? Bụng trướng căng và nó có cái phản ứng ở vùng thượng vị. Ở những cái thể phù nề thì nó co cứng giống như là một cái bệnh cảnh thủng dạ dày, co cứng như thế, vùng thượng vị như thế. Bởi vì là cái tụy nó nằm ngay ngay sau của dạ dày, nằm ngay cạnh sát với hậu cung mạc nối, tìm ở đấy. Thì chúng ta thấy cái vị trí của nó. Thì đấy là những cái giống như cái thủng dạ dày trong những cái trường hợp mà cái thể phù nề. Đó, ấn cái điểm sườn lưng, sườn là nhớ cái sườn, giáp danh giữa sườn và lưng ở bên trái, ta ấn cái điểm đấy đau, người ta gọi là Mayo Robson. Thì đấy là cái điểm đau. Thứ hai là vùng quanh rốn, nếu quan sát một số trường hợp chúng ta sẽ thấy nó có đổi màu. Đổi màu đây chính là do cái sự đọng cái dịch ở quanh rốn, vừa rồi chúng ta học cái phần sinh lý bệnh chúng ta thấy này, dẫn đến nó dẫn đến cái rối loạn vận mạch ở cái khu vực đó. Do thấm nhuận của mạch máu quanh cái dây chằng liệt, tức là cái dây chằng ấy, ở trong trường hợp mà cái thể hoại tử chúng ta thấy. Đấy. Thế rồi cái dấu hiệu mà chúng ta thấy là xuất hiện cái màu xanh khi mà dịch xuất hiện lan ra cái vùng thận và vùng hông trái. Thận và vùng dương trái thì chúng ta thấy nó xuất hiện cái màu da nó chuyển sang màu xanh. Màu xanh tức là như vậy. Thì đấy là cái hiện tượng của nó là cũng là một cái dạng rối loạn các cái vận mạch. Thế và toàn thân thì chúng ta thấy cái gì? Choáng, bệnh nhân rơi vào cái tình trạng sốc. Xảy ra khi mà nó chảy máu tụy hoặc là cái nhiễm trùng cái nhiễm trùng huyết từ cái hoạt động của cái men tụy, mà người ta thấy là cái 80% trường hợp là có sốc. Đấy, như vậy là cái sốc là một cái dấu hiệu rất phổ biến trong cái viêm tụy cấp. Nguyên nhân là do cái mạch máu nó giãn ra, mạch máu giãn ra do tăng cái kinin peptide và cũng như là cái kallikrein và maraniki daikinin là những cái chất do được tăng tiết ra gây ra những cái tình trạng thẩm thấu mao mạch, và nó làm cho cái thoát mạch vào trong các cái khoang gian bào và vào trong cả ổ bụng. Thì đấy là những cái nguyên nhân mà nó làm cho bệnh nhân choáng. Đấy, bệnh nhân giãn mạch ra cái huyết áp nó sẽ tụt đi tụt xuống, và cũng từ cái sốc này nó dẫn đến gì, máu đến tận ít đi và dẫn đến thiểu niệu và có thể là vô niệu. Và trong các cái thể viêm phù nề ấy, thì đa số là toàn thân nó tốt hơn, gần như là nó tương đối ổn, nhưng mà thể hoại tử thì đa phần là nó gây ra choáng, gây ra choáng. Cho nên là những cái trường hợp viêm tụy cấp đến là cũng phải cấp cứu rất là khẩn trương, đặc biệt là cái chống choáng này. Về cận lâm sàng thì chúng ta sẽ phải chỉ định những cái xét nghiệm gì? Thì chúng ta xét nghiệm máu đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái tăng, một là creatinine và
là nó amilasa máu và amilasa niệu đều tăng từ 2,5 đến 3 lần trở lên. Đấy, nó tăng lên đấy. Và trong 6 giờ đầu thì nó mới có giá trị. Đó. Thế còn cả nhiều cái khác nó tăng nhưng tăng về sau này. Nhưng mà đây là trong 6 giờ đầu nó tăng tăng rất nhanh. Đó. Và amilasa nó có thể tăng trong tắc ruột, trong thủng dạ dày, trong nang giả tụy, nó đều có thể có. Nhưng mà trong cái viêm tụy cấp này nó ngay trong 6 giờ đầu tăng. Và ít nhất là trên 2,5 lần. Thì đấy là cái dấu hiệu về cận lâm sàng chỉ điểm cho cái việc mà viêm tụy cấp, Thứ hai đường máu, chúng ta thấy vừa nói với anh vừa hỏi vừa đấy, tức là tất cả những cái viêm nhiễm đến tuyến tụy thì cái chức năng nội tiết và ngoại tiết của anh đều bị ảnh hưởng hết. Vì là cái chức năng nội tiết của anh là gì, anh điều tiết cái chuyển hóa đường, thì như vậy là cái đường máu ở đây nó sẽ tăng, đường máu đây tăng, canxi máu làm sao nó sẽ giảm, canxi máu nó giảm, và khi nó giảm dưới 80 mg lít thì như vậy nó rất có giá trị trong chẩn đoán Bên ra ngoài cũng như là trong tiên lượng, như trong tiên lượng. Thì đấy là những cái xét nghiệm mà chúng ta cần phải làm trong khi mà chúng ta nghi bệnh nhân bị viêm tụy cấp. Đó. Các cái dấu hiệu khác chúng ta có thể làm xét nghiệm thêm là cái transaminase, phosphatase kiềm cũng tăng, và cái bạch cầu, công thức bạch cầu cũng tăng, đặc biệt là cái đa nhân trung tính. Thì như vậy là đấy là những cái xét nghiệm máu sinh hóa để chúng ta làm chỉ định một số các cái xét nghiệm như thế. Với cái chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta có thể chỉ định bệnh nhân làm siêu âm. Thì bệnh nhân sẽ có một cái tụy to hơn bình thường. À. Thế rồi là có dịch ở quanh tụy và thậm chí là dịch ở trong ổ bụng. Thì đấy là những cái dấu hiệu trong cái trường hợp viêm tụy. À. Chúng ta cũng có thể phát hiện được các cái tổ chức hoại tử. À, thì những cái nang tụy, những cái hiện tượng run tắc ở trong ấy. Thì như vậy là trong siêu âm chúng ta có thể đánh giá được. Nhưng mà nhược điểm của siêu âm ở đây thì chúng ta sẽ không phát hiện được nếu những trường hợp mà nó hơi trướng quá, tức là bụng trướng quá thì nó vướng hơi, mà cái siêu âm thì vướng vào hơi chúng ta sẽ không nhìn thấy rõ. Đó. Như vậy là đấy là cái nhược điểm trong cái sử dụng siêu âm. Thế còn chặng ngoài cái siêu âm ra, chúng ta có thể chụp ổ bụng không chuẩn bị thì chúng ta sẽ thấy cái gì, cái đoạn trên của hậu tràng và đại tràng trái, cái đại tràng trái nó giãn hơi nhưng mà nó không có mức nước. Như vậy là nó, nếu mà là tắc ruột thì nó phải có mức nước, nhưng ở đây thì không, nhưng mà giãn hơi rất là nhiều. Thì đấy là một cái, cũng là một cái dấu hiệu để chúng ta chỉ định chỉ điểm đối với một cái trường hợp viêm tụy cấp. Đó. Một cái chỉ định nữa chúng ta có thể áp dụng đấy là cái chụp cắt lớp vi tính, thì nó rất có giá trị trong chẩn đoán. Cái chụp cắt lớp vi tính đối với cái viêm tụy cấp thì rất có giá trị trong chẩn đoán. Chụp cắt lớp nó có thể phát hiện được cái việc tăng kích thước, thế rồi tăng khối lượng tụy, tất cả những cái đấy chúng ta đều có thể thấy được trên phim, thấy được cái giới hạn của lớp mỡ quanh tụy, chúng ta cũng thấy được cái dịch đọng trong và ngoài nhu mô của tụy. Đó. Chúng ta cũng có thể thấy được cả những cái dịch và khí, khí là những cái trường hợp mà những cái vi khuẩn gram âm, ái khí nó tiết ra, và như vậy là chúng ta thấy được cả dịch cả khí ở trong tụy, và nó không hề phụ thuộc vào cái việc là bệnh nhân chướng hơi ổ bụng. Như vậy anh chướng hơi tôi chụp tôi vẫn thấy được. Thì đấy là cái những cái cận lâm sàng chúng ta áp dụng để chúng ta có thể chẩn đoán cái bệnh này. Bên cạnh đấy chúng ta có thể làm cái điện tim để những cái trường hợp chúng ta loại trừ, một là loại trừ với cái thiếu máu cơ tim, hai là cũng là để cái thì chúng ta đánh giá xem những cái nó có ảnh hưởng gì đến cái cơ tim không. Đó, thì đấy là những cái chúng ta có thể làm về chẩn đoán phân biệt. Đấy, chẩn đoán phân biệt thì chúng ta có mấy cái phân biệt này. Một là về ngoại khoa chúng ta hay lưu ý cái sỏi mật, đặc biệt là trong cái viêm phúc mạc mật đó, thì nó cũng dễ nhầm, hai cái anh này nó cũng có thể dễ nhầm.
thì chúng ta lưu ý. Thì trong cái trường hợp của cái tụy kia thì cái men tụy nó cao rất là cao, amilasa nó rất là cao. Nếu mọi người là nếu mà chúng ta siêu âm hoặc là chúng ta chụp thì chúng ta phát hiện rõ. Nếu siêu âm trong sỏi mật chúng ta thấy sỏi mật đó. Thùng dạ dày thì cũng vậy, thùng dạ dày thì chúng ta thấy cái liềm hơi rồi, tắc ruột do xoắn thì chúng ta cũng có thể loại trừ. Trong những trường hợp ấy là chúng ta thấy mức nước mức hơi, nhồi máu màng treo. Những cái này thì hơi khó bởi vì nó đau cũng dữ dội. Đấy, nó dữ dội thì những cái trường hợp này đôi khi chúng ta phải làm đến cái siêu âm Doppler hoặc là những toa chụp thì chúng ta thấy là cái tuyến tụy nó to và có dương có dịch ở trong và ngoài, ví dụ thế. Thế còn nhồi máu thì nó không. Đó. Nội khoa thì trong cái nhồi máu cơ tim chúng ta cũng đề phòng, thì như vậy là cái điện tim này nó giúp cho chúng ta có thể loại trừ ngộ độc thức ăn, rồi những cái trường hợp viêm phổi vì đau đây đau lan ra sau lưng lên ngực, nên đôi khi cũng không cũng dễ nhầm với những trường hợp viêm phổi thì chúng ta cũng có thể loại trừ. Thì đấy là những cái chẩn đoán phân biệt chúng ta cũng có thể cần phải phân biệt để loại trừ trong những trường hợp mà viêm tụy cấp. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái diễn biến và biến chứng của nó. Thế thì đầu tiên trước đứng trước một cái trường hợp viêm tụy cấp thì chúng ta cũng cần phải có cái tiên lượng, đánh giá cái tình trạng bệnh nhân để chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Trên cơ sở tiên lượng đấy để chúng ta có những cái thái độ xử lý nó một cách hợp lý nhất. Thế thì có rất nhiều các cái tiêu chí, rất nhiều các cái tiêu chí để đánh giá. Đấy. Thế nhưng mà ở góc độ ngoại khoa thì các nhà ngoại khoa thì hay dùng cái tiêu chí của Ranson là hay áp dụng. Nếu tôi phải nói luôn là các nhà nội khoa thì người ta lại thích cái tiêu chí của Imrie. Đấy, thì người ta thích hơn. Đấy, mà lại cho rằng là áp dụng ở Việt Nam thì nó dễ hơn. Thế thì tôi cũng nói qua cả hai luôn, cả hai cái đấy, cả cái ngoại khoa mà trong cái nội khoa người ta hay, nhà nội khoa người ta có thể hay dùng trong cái tiên lượng. Thế thì đối với các nhà ngoại khoa thì người ta hay dùng cái đánh giá của Ranson. Thứ nhất là năm cái yếu tố đầu tiên lúc vào viện thì có năm cái yếu tố: một là tuổi trên 55 tuổi, hai bạch cầu trên 16.000, ba đường máu trên 2 gram mà lại không có tiền sử là tiểu đường đó, bốn là cái men LDH là trên 350 đơn vị, tức là nó gấp 1,5 lần, men ASAT là trên 250 đơn vị đó. Thì đấy là năm cái này lúc vào viện là người ta dựa vào năm cái này, và sau 48 giờ vào viện thì người ta dựa vào sáu cái yếu tố đấy là gì: hematocrit giảm dưới 10 điểm. Ở đây tôi nói luôn là ở đây là cái thuật ngữ ở nhà ngoại khoa người ta dùng, trong mà tôi dùng cái này là cho số liệu trong cái bệnh học ngoại khoa của bộ môn ngoại, các thầy ngoại khoa các thầy dùng cái từ này, nhưng mà tôi thì cũng không thích cái từ này, nói thật với các chị như vậy. Nhưng mà tí tôi sẽ nói qua một chút cái này: cái ure máu tăng trên 2 mmol/L, canxi máu giảm 2 mmol/L và cái áp lực oxy động mạch là dưới 60 mét thủy ngân, HCO2 là giảm trên 4 mili equivalent đó. Và cái dịch đọng ở trong ruột là trên 6 lít. Thế như vậy là người ta dựa vào 5 cái tiêu chí lúc vào viện và 6 cái tiêu chí trong sau 48 giờ. Thì sau đấy là người ta có đưa ra một số cái đánh giá như thế này: nếu mà bệnh nhân ấy có một đến hai cái dấu hiệu thì như vậy là cái tiên lượng gần như là không 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 sợ tử vong đó. Nhưng nếu một bệnh nhân có đến 3 đến 4 dấu hiệu đấy, thì cái khả năng tử vong cao đến 15%, và một nửa trong cái số này thì sẽ phải cái điều trị tích cực. Tức là trong cái số này với những người mà có đến 3 đến 4 cái dấu hiệu mà trong những cái dấu hiệu vừa nêu ở trên. Đối với trường hợp có đến 5 đến 6 cái dấu hiệu
thì như vậy tỷ lệ tử vong sẽ là 50-50, 50-50. Thế còn nếu mà trên 7 cái dấu hiệu thì gần như cái tỷ lệ tử vong cao, rất là cao. Thì đấy là cái thế thì như vậy là một số các cái trường hợp khác ấy, thì đây là với quan điểm của nhà ngoại khoa là hay dùng theo cái bảng điểm của cái Ransom. Thế còn một số các cái tài liệu khác anh các chị có thể đọc có thể thấy thì người ta lại đấy, ví dụ như thế này với cái nhà nội khoa về cơ bản người ta cũng dùng trên 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 6 cái điểm, 5 cái điểm mỗi vào và 6 cái điểm gì. Và đây thì người ta dùng cái từ hematocrit giảm trên 10%, trên 10% của cái tổng số lượng. Thì tôi thích cái thuật ngữ dùng của cái nhà nội khoa này hơn là cái dùng cái từ điểm, bởi vì nó chính xác hơn. Tại vì sao? Chúng ta biết hematocrit chính là cái tỷ lệ của khối thể tích hồng cầu trên toàn bộ cái khối lượng máu, cho nên người ta tính theo phần trăm. Và như vậy khi chúng ta dùng cái từ giảm theo phần trăm thì như vậy nó đồng nghĩa hơn, tức là nó dễ dễ hiểu và cũng dễ thực hiện hơn. Đấy là để giới thiệu cái, nhưng mà không sai đâu, người ta có thể dùng cái thuật ngữ do cái người dịch thôi, người ta dịch, và cái thuật ngữ là do cái thói quen người ta dùng thôi, phải là người ta sai, nhưng tôi thích dùng cái phần trăm giống như thế này hơn đó. Thế còn ở cái nhà nội khoa thì lại hay dùng các, thậm chí có những tài liệu người ta sẽ dùng đưa luôn ra là từ 25% trở xuống, thì người ta bảo như vậy là đã vào tới cái số nguy hiểm rồi. Thế thì để chúng ta nói là nếu mà dùng dùng như thế không sai, nhưng mà nó sẽ không chính xác, bởi vì là cái hematocrit của trẻ em nó ở mức độ một cái bình thường nó khác, ở nữ khác và nam khác, cho nên người ta dùng giảm 10% này chúng tôi cho là cái người dịch này là hợp lý hơn, để tôi nói các loại, bởi vì chúng ta học chủ yếu là nếu giúp chúng ta có một cái phương pháp suy luận. Cái tiêu chuẩn 10 thì dùng gram lít, cái đấy để chúng ta thấy là nó tùy thuộc vào cái thuật ngữ của các nhà dịch thuật thôi. Còn thực chất thì bản chất là như nhau. Đường máu thì trên 10 mmol, LDH trên 6.600 đơn vị và ure trên 16, và sau 48 giờ thì người ta dựa vào bốn cái tiêu chí người ta bỏ bớt đi. Và như vậy mỗi cái tiêu chí là người ta cho một điểm, và người ta tính như vậy là nhẹ dưới dưới 3 điểm, từ 3 đến 5 điểm là nặng và từ trên 5 điểm là rất nặng. Thì tôi nghĩ là tính theo cái IMRI này dễ thực hiện hơn thật, dễ thực hiện. Thì tôi giới thiệu luôn để cả hai, cho nên là nếu các anh chị có đọc tài liệu thì chúng ta cũng hiểu, quan trọng là chúng ta sẽ hiểu không sao cả. Đấy là những cái trường phái theo các cái tác giả, không phải người này đúng người kia sai, không phải thế. Thì đấy là, thế bây giờ chúng ta đi vào cái biến chứng. Biến chứng thì nó có cái biến chứng tại chỗ, biến chứng tại chỗ thì chúng ta có cái viêm lan tỏa của cái tuyến tụy, đấy là cái biến chứng thứ nhất. Thì nó thường xuất hiện ở một cái vùng tụy hoại tử và nó tồn tại khoảng độ 1-2 tuần. Thì chúng ta có thể siêu âm, có thể chụp cắt lớp, chúng ta phát hiện ra. Thì cái trường hợp này chủ yếu cái điều trị của chúng ta là làm sao dẫn lưu được tất cả, giữ dẫn lưu những cái hoại tử này nó ra thì cái vùng đó để thoát ra, nó giống như một cái áp xe ta chích được ra. Thì đấy là cái viêm tụy, viêm tỏa lan cái tuyến tụy. Thứ hai là cái nang giả tụy, biến chứng thứ hai, tức là một cái nang nhưng nó không phải là tụy mà người ta gọi là giả tụy, là một cái gì, nó là một cái khoang, chứa các cái dịch tiết máu tổ chức hoại tử. Thế thì từ cái dịch tụy nó tiết ra,
nó tiết ra thì như vậy các cái tổ chức, một là giả mạc này, nó hình thành, nó đọng lại các cái giả mạc nó đến nó mọc này, cái mạc nối lớn nó mọc đến nó mọc này, các cái quai ruột các cái gì nó đến nó mọc lại, và cuối cùng thì nó tạo ra một cái vỏ bọc thật. Thì ở trong ấy là các cái dịch mà tổ chức hoại tử, dịch máu rồi tổ chức hoại tử, thì giống như một cái nang nhưng mà gọi là nang giả tụy. Thế thì đấy là, và nó thường xảy ra là sau khi viêm viêm cấp khoảng 1 đến 4 tuần. Thế thì đấy là cái dạng nang giả tụy. Và lúc này thì như vậy người bệnh sẽ có cái gì, đau bụng, nôn hoặc là buồn nôn hoặc là chán ăn. Thế rồi khám vùng thượng vị chúng ta có thể sờ thấy cái khối đó, sờ thấy cái khối u đó. Xét nghiệm lúc này là amilasa vẫn tăng, còn tăng cao, nó chưa hết đâu. Và siêu âm thì chúng ta thấy khối nang, và nó cái khối nang này nó không liên tục với tụy, nó nằm ngoài tụy. Đấy, đấy là cái dấu hiệu quan trọng để chúng ta phân biệt nó là cái nang giả tụy chứ không phải là nang tụy, đúng không ạ? Cái tiến triển của nó thì nó sẽ tự tiêu sau độ nhiều tuần, hoặc nó vỡ ra nó gây ra viêm màng bụng thì cũng rất là nặng nề, hoặc nó vỡ ra vào tá tràng thì là may mắn. Thế thì đấy là cái dạng, thì xử lý trường hợp này là thường là nó cái phẫu thuật nối cái tụy ruột vào cái, tức là nó nối vào hống tràng hoặc là nối vào dạ dày bằng cái can thiệp nội soi, tức là nói tóm lại là người ta dẫn lưu cái ổ này vào trong ruột hoặc là vào trong 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 dạ dày. Đấy, nói như thế để chúng ta dễ hiểu, dễ hiểu. Thì đấy là cái cách người ta sẽ xử lý. Cái thứ hai là áp xe tụy. Áp xe tụy nó chính là một cái khoang dịch lớn trong tụy, hậu quả của cái việc hoại tử các cái mô tụy, tức là các cái tổ chức hoại tử nó thành ra mủn ra mà thành mù ra, thì nó tạo ra một cái áp xe nằm ở bên trong đó. Thì lúc này bệnh nhân sẽ đau ở cái bụng trên. Thế bụng thì có một cái khối u bất thường, và xét nghiệm thì như vậy là người ta thấy bạch cầu tăng, là tức là nó biểu hiện của một cái nhiễm trùng. Thứ hai là xử lý ở trong trường hợp này thì người ta thường mổ cấp cứu và dẫn lưu cái ổ mủ. Chứ nếu chúng ta chưa dẫn lưu được ổ mủ thì bệnh nhân cứ ở trong tình trạng nhiễm trùng. Ở đây là một cái nhiễm trùng sâu, cho nên chúng ta điều trị thuốc cũng rất là tốn kém mà nó cũng khó mà có thể ổn được, trừ khi chúng ta đã phải dẫn lưu được nó ra đó. Thế thì đấy là cái áp xe ở tụy. Cái biến chứng nữa có thể là cái viêm phổi. Viêm phổi là do cái dịch tụy nó tiết ra, chúng ta nhớ nó tiết ở cái hậu cung mạc nối, thì nó thẩm thấu lên trên qua cơ hoành vào các màng phổi đó. Nó dẫn đến những cái viêm phổi thì cũng có thể gặp. Thì đấy là những cái, thế còn một cái biến chứng nữa là cái gì, là chảy máu trong ổ, chảy máu trong ổ bụng. Thì chúng ta nhớ là khi cái dịch tụy nó vào trong ổ bụng thì nó tiêu hóa tất cả các cái tổ chức mà trên đường nó đi, trong đó nó có các cái mạch máu. Hậu quả là gì, các cái men nó phá hủy đấy thì nó dẫn đến hoại tử các cái thành mạch và nó dẫn đến chảy máu. Nhưng mà tất nhiên cái loại để đến mức độ này thì nó hiếm, hiếm hơn, nó không. Thì đấy là những cái, thế còn những cái biến chứng có tính chất hệ thống ấy, thì nó có những cái trường hợp đông máu rải rác lòng mạch, có suy hô hấp, có thiếu máu cơ tim, rồi có suy thận cấp, suy tuần rối loạn tâm thần đó, thế rồi là chảy máu tiêu hóa. Thế thì đấy là những cái nó có tính chất là biến chứng hệ thống đó. Thế thì cái hướng điều trị, nguyên tắc điều trị thì chúng ta điều trị cái gì, một là điều trị nội khoa, hai là điều trị ngoại khoa đó. Thì chúng ta lưu ý là trong trường hợp 80% trường hợp sốc, trong trường hợp mà gọi là thể hoại tử, đúng không? Cho nên là cái hồi sức chống sốc rất quan trọng. Chúng ta phải bồi phụ đủ nước và điện giải, truyền máu nếu như là bệnh nhân có thiếu máu. Đấy là cái nhất. Hai là chúng ta hạn chế tạm thời các cái hoạt động của men tụy bằng các biện pháp gì? Một, thực hiện các cái thuốc kháng axit và kháng cái H2, có thể dùng atropine hay là cái sandostatin.
là cái thuốc chúng ta để có thể để hạn chế các cái dịch này, cái men này hoạt động, nó giảm cái tiết dịch đi. Thứ hai là chúng ta sẽ đặt cái sông dạ dày vào cái sông vào trong dạ dày, hút liên tục, như vậy nó sẽ hút bớt các cái dịch và nó cũng giảm Thưa áp thầy, đi. cho em hỏi cái pH của cái men tụy này nó có như cái pH của dạ dày, dịch dạ dày thì nhỉ? Nó còn nặng nề hơn Thế này. không? Nặng Dạ nề hơn dày thì nó khoảng sấp thì một, nhưng mà không hiểu là nhưng mà bởi vì là bản thân nó còn chức năng tiêu hủy tổ chức nữa, cho nên nó nặng nề. Và mỡ, chúng ta nhớ là mỡ và protein là do cái này nó tiêu hóa, chúng ta hiểu chưa? Đấy. Hai cái khó khăn nhất là phải cái men tụy. Thế mà như vậy cái men này nó tràn ra thì chúng ta phải hiểu nó nặng nề như thế nào, đúng không? Cho nên tất cả những cái tổ chức trên đường nó đi đều bị phá hủy ấy. Thì đấy là cái nặng nề của nó là vì thế. Cho nên cái này là chúng ta phải giảm tiết. Đấy. Hai cái thuốc này để cái để chúng ta giảm tiết, không cho nó tiết dịch, thì hạn chế nó tiết dịch ra. Một mặt nữa chúng ta cho cái sông dạ dày vào để chúng ta hút bớt ra, trong đó hút cả sông, bởi vì là chúng ta nhớ đặt vào dạ dày thì cái tuyến tụy nó tiết ra ngay ở tá tràng, đó. Cho nên chúng ta hút vào dạ dày thì đồng nghĩa là nó cũng sẽ giúp cho cái việc giảm cả cái dịch ở tá tràng ra, đó. Thế và không cho bệnh nhân ăn. Nhớ khi đã có chuyện mà chúng ta nghĩ đến cái viêm tụy cấp thì tuyệt đối cho bệnh nhân không được ăn. Bất kỳ bằng kể cả ăn hoặc uống sữa hoặc là uống đường đều không được, bởi vì như vậy chúng ta lại làm tăng tiết dịch, nguy hiểm, rất nguy hiểm, bắt cái tụy nó làm việc. Và lúc này là chúng ta phải hoàn toàn nuôi dưỡng bằng đường mạch, tức là truyền. Đấy, chúng ta lưu ý như vậy. Thứ ba là chúng ta cho giảm đau. Thuốc giảm đau tiêm thuốc ở đây thường chúng ta dùng cái thuốc giảm tiết, đồng nghĩa với việc nó giãn cơ, giảm tiết chính là atropine hoặc là petidine. Và chúng ta không dùng cái morphine như phần trên chúng tôi đã nói, vì nó gây ra là co thắt cái cơ ô đi, cái cơ dẫn từ cái ống mật xuống dưới tá tràng, co thắt lại làm tăng cái ứ đọng lên. Đó. Rồi dùng các cái thuốc kháng viêm, kháng viêm, steroid, các cái corticoid có tác dụng chống viêm và chống sốc, chống suy hô hấp nếu có suy hô hấp, chống suy tim bằng cái dopamine, và chống nhiễm trùng thì chúng ta dùng các cái kháng sinh phổ rộng với các cái vi khuẩn ở đường ruột. Thực hiện cái cân bằng điện giải và cân bằng bù nước để chống cái suy thận, và chúng ta có thể dùng các cái thuốc chống đông để cái chống cái chảy máu ở trong lòng mạch. Thì đấy là những cái điều trị đối với cái nội khoa, chúng ta nguyên tắc là như vậy. Thế còn ngoại khoa thì chúng ta sẽ chỉ định trong trường hợp bệnh nhân bị viêm tụy cấp do sỏi, do run thì chúng ta có thể can thiệp bằng nội soi. Thế còn những cái trường hợp áp xe tụy, nang giả tụy, biến chứng này, hoại tử này, chúng ta cũng có thể chỉ định phẫu thuật. Đó. Thế thì mục đích của cái điều trị ngoại khoa ở đây là làm cái gì? Một là chúng ta giải quyết cái nguyên nhân tắc, nếu có. Ví dụ tắc do sỏi, tắc do run, hoặc là tắc do cái một cái nguyên nhân, một cái yếu tố gì đó chèn ép vào thì chúng ta đều phải giải phóng ra. Thì đấy là những cái nguyên nhân, nhưng thường là do sỏi, do run. Đấy. Và loại bỏ các cái tổ chức hoại tử là cái thứ hai chúng ta cần làm. Loại bỏ tổ chức hoại tử thì chúng ta có thể cắt đuôi tụy hoặc là cắt những cái tổ chức hoại tử, cắt lọc đi. Đó. Dẫn lưu cái hậu cung mạc nối. Tức chúng ta nhớ là cái hậu cung mạc nối ở sau dạ dày đấy, là nó kín, nó là một khoang ảo nhưng kín. Thì bây giờ dịch nó chảy vào đấy, chúng ta phải dẫn lưu nó mới có lối ra. Đó. Mở thông dạ dày ở hậu tràng. Trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là truyền tĩnh mạch không đủ thì chúng ta phải đặt cái ống thông, đặt một cái sông vào ống tràng để chúng ta nuôi dưỡng. Như vậy cho thức ăn vào từ ống tràng trở xuống, nó không qua cái chỗ tá tràng, là cái chỗ mà tụy đổ xuống. Đó. Như vậy là để chúng ta cho cái tụy này nó nghỉ ngơi. Đấy, nôm na chúng ta hiểu như thế. Và cái nữa là chúng ta dẫn lưu bệnh. Đấy là những cái nguyên tắc để nó làm những cái việc như vậy. Thì đấy là
một số các cái chỉ định trong cái viêm tụy cấp thì có một số cái điểm lưu ý như vậy. Thế còn đối với những trường hợp này, chúng ta giáo dục bệnh nhân là kiêng rượu nhưng thuốc lá, như ông này thì cố gắng hạn chế uống rượu và không uống rượu nữa thì tốt nhất. Đó. Tránh ăn một lúc những cái bữa quá thịnh soạn, nhiều các cái chất đạm và béo quá, tức là nó làm tăng tiết, một lúc nó tăng tiết quá nhiều dịch. Đó. Thứ ba là tránh dùng các cái thuốc mà nó có nguy cơ viêm tụy cao, corticoid, supanamid, tiazid, những cái thuốc lợi tiểu đây này. Đấy, cái nhóm tiazid này. Đó. Và vệ sinh trong cái ăn uống, tẩy giun định kỳ để tránh những trường hợp giun sán mà nó chui lên cái ống mật. Thì đấy là những cái chúng ta hướng dẫn cho bệnh nhân tái khám theo cái hẹn của bác sĩ và sử dụng thuốc đúng giờ theo cái thời gian, hướng dẫn bệnh nhân những cái biến chứng có thể biểu hiện ra, các triệu chứng của nang giả tụy, những cái trường hợp áp xe tụy, viêm tụy tái phát vân vân, thì chúng ta cũng phải lưu ý. Khi mà bệnh nhân có những trường hợp đau đấy thì hướng dẫn bệnh nhân nhịn ăn ngay, đừng có ăn để đến khám ngay. Thế rồi những trường hợp đường huyết không ổn định, tăng giảm mà chúng ta không phát hiện ra lý do, chúng ta cũng phải kiểm tra lại. Đó. Thế mà cần phải theo dõi xét nghiệm đường máu thường xuyên để chúng ta tránh là cái hạ cái đường máu xuống khi mà quá đói. Bởi vì khi mà chúng ta mổ cắt tụy một phần ấy thì nó sẽ cũng ảnh hưởng đến cái điều tiết của cái chuyển hóa đường. Cho nên là bệnh nhân cũng rất là nhanh bị tụt đường huyết, dễ bị tụt đường huyết. Thế rồi suy dinh dưỡng sau viêm tụy thì cần phải ăn uống và cung cấp đầy đủ các cái dinh dưỡng. Đó. Cần đánh giá lại cái việc ăn uống hàng ngày để điều chỉnh cho nó phù hợp. Thế còn bệnh nhân mà khi ra viện thì một là hết đau này, sau bụng này ăn uống được, tăng cân này, da không có tổn thương, bụng không trướng, không đau, đi lại và bệnh nhân được kiểu có thể là cảm nhận được tất cả những cái hướng dẫn của thầy thuốc, thì như vậy là chúng ta có thể cho bệnh nhân xuất viện. Đấy là những cái một số những cái vấn đề cơ bản nhất trong cái viêm tụy cấp thì chúng ta cần nắm. Về phần cái viêm tụy cấp thì như vậy chúng ta đã hình dung ra sau buổi chiều hôm nay thì đã hoàn thành cái kênh cho chị về cái viêm tụy cấp. Về phần viêm tụy cấp chúng ta có cần hỏi cái gì không ạ? Thưa thầy, cho em hỏi chút ạ. Và Thưa thầy, như ban nãy thầy có trình chiếu cái slide là tức là tránh dùng những cái thuốc lợi tiểu là Fosamide hay là không, Thiazid. nhóm nhóm tiazid thôi, Vâng, nó ở nhóm đấy thuốc lợi tiazid tiểu thôi, còn các là... cái lợi tiểu khác mình vẫn, ví dụ như mình bị bệnh huyết áp huyết áp mà người ta chỉ định thì mình vẫn dùng, nhưng mà Không, mình tránh cái không nhóm thầy thầy đó. cho em hỏi cái tức là người em cũng nghe người ta tức là học dược người ta khuyên là tránh dùng cái nhóm lợi tiểu ngoài để cho những bệnh nhân bị tiểu đường tăng ấy. Thì có phải là dùng cái những cái thuốc lợi tiểu đó thì có thể nó ở chắc là ở cái điểm nó dễ gây viêm tụy dẫn đến gây tiểu đường đúng không? Có phải ở điểm đấy không thầy? Tức là cái nhóm cái gốc mà tiazid ấy, thì nó có Vâng. thể gây ảnh hưởng đến tụy. À, Tức là thấy đấy, vâng. được Tức chưa? là nó người ta tránh tình trạng có thể viêm tụy, hơi viêm Nó tụy chẳng có hạn. thể, tức là nó Vâng. gây ảnh hưởng đến cái chức năng của tụy. Vâng, tức là nó ở cái điểm đấy đúng không thầy? Vâng. Nó cũng giống như là thí dụ như một số các thuốc ảnh hưởng đến gan, một số thuốc thì ảnh hưởng đến dạ dày, ví dụ thế. Nếu anh Rồi dùng rồi các cái rồi. thuốc khớp thì anh ảnh hưởng đến dạ dày, anh uống một số thuốc khác thì anh ảnh Vâng hưởng vâng. đến gan, thì khi cái nhóm này nó gây ảnh hưởng đến tụy. Đấy, chúng ta Rồi hiểu xong. như thế nhá. Vâng. Thế còn chúng ta ghi lại cái câu hỏi lượng giá. Đấy, thì các anh chị có thể lưu lại câu 1, câu 2, được chưa? Cho qua được chưa? Rồi thế ạ. Thế như vậy hôm nay thì tôi đã trình bày xong với các anh chị bài sỏi đường mật và cái viêm tụy cấp. Như vậy là tôi sẽ còn làm việc với các anh chị một buổi nữa vào tuần sau.